Thank you.
chân rẫm rẫm à? Thank you.
nào vặt đi bán chưa anh? Đã năm nào vặt đi bán chưa? Ui. Lên cho điệu xuống em ơi. Thôi tôi điệu kiểu gì nhỉ? Nặng lắm. Hai người nhấc nhá. Ai da, nặng lắm, quả nặng thật. Cái loại quả đen đen này nó chưa chín mấy rồi nhỉ? Ôi chùm này đẹp lắm. Trang trại đẹp quá, xa không rồi đi lên xem. Lúc nào rửa rỗi thì lên miếng gà. Rửa rỗi đi xem nào.
Mít. Đi mít rồi. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân, có ép lăn đích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có cắt được các loại chìa khóa, có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân. Thank you.
Bà ăn quả đi. Nó trồng trên rừng thảo quả ấy. Mua đi, mua một cân tặng
là chủ yếu chị đi đổi tiền lẻ đấy. Thank you.
chín. Ba con ở đâu rồi?
Yeah.
bảo vết bảo vết cho là bảo vết xấu, thế bảo nó vết nó là bảo nó không vết bảo không vết thì mai đi đủ thì ra lề đảo không na lề à
Thank you.
loại nhiều quá. Các nhiều quá đây. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân. Có ép các tích bìa đỏ đến khai sinh. Thank you.
Đố mày về đây.
ta mua hết sạch rồi. Tôi tưởng mày đi về rồi. Tưởng toàn để đi đâu? Vừa cho ra vừa ấy thế. Xong nó bảo cho bỏ nhá. Thank you.
mó một lần.